Em chào tất cả bác nhá, chào mừng tất cả bác đồng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay cả anh em sẽ lên video giới thiệu cho các bác với những cái bộ mic hàng Beyer vỉ tím. Và đây là một mã Lumann PK900. Đây mã này mã cũng rất là hiếm thị trường. Và đây là một dòng sản phẩm thực sự rất là cao cấp. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng sản phẩm này. Đặc biệt hơn là ngày hôm nay em sẽ có mức giá rất là tốt cho các bác, để cho các bác có thể chơi được một dòng mic Beyer, mà một trong những dòng mic rất là nịnh tiếng mà được rất là nhiều người yêu thích các bác nhé. Và đầu video các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây các bác ủng hộ cho em nút like nhé. Ủng hộ cho em nút like và nhớ đăng ký kênh Đỏ Phía Dưới giúp em nhé các bác nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu qua cho các bác về đầu thu, sau đấy là tay mic này. Đấy, tay mic thì hôm nay em đã thay hết cho các bác, tay da cá đẹp luôn này. Đấy, vỏ tay da cá cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Và ngày hôm nay mức giá cực kỳ tốt êm cho các bác để mọi người có thể chơi và tham khảo được. Và trước khi em báo giá thì em cũng muốn giới thiệu cho các bác qua về hình thức của đầu thu. Đấy, cũng như là em giới thiệu qua về tay mic sau các bác nhá. Đây, đầu thu này, tất cả hàng nó nguyên siêu hết các bác này. Đấy, tức là nguyên dây bóng mặt còn chưa được bóc luôn này. Đấy, mã là Lumann PK900 các bác nhá. PK900, một dòng sản phẩm của Beyer Virus. Đấy, hàng chính hãng luôn các bác nhá. Một dòng sản phẩm của Beyer Virus, hàng chính hãng luôn. Cam kết các bác luôn. Đằng sau thì cũng có hai jack Lutech này. Một jack 6 ly các bác kết hợp cả hai bên mic luôn này. Đấy, anten gài này. Được chưa? Đây cho bác xem vỉ mạch luôn nhá. Vỉ mạch của đời mic này thì nó được sử dụng một cái đời vỉ mạch cao cấp của đời 2015 rồi. Đấy, tức là vỉ mạch hộp sóng to rồi các bác nhá. Vỉ mạch hộp sóng to rồi. Đây là hàng Beyer chính hãng luôn, em cam kết đây là hàng bãi xịn của Beyer Virus nhá. Nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm các bác luôn. Đây. Các bác nhìn BSK7 này, các bác nhìn chưa? Đấy, đây là một cái mã của dòng mic Beyer các bác nhá. Đấy các bác nhá. Hàng tất cả em bao zin cho các bác luôn, zin đẹp cho các bác nhá. Tất cả hàng zin đẹp. Và ngày hôm nay thì đặc biệt là những cái tay này, những cái tay này thì được bên cửa hàng em đã tháo hết, thay hết vỏ rồi. Nói chung cái vỏ zin của nó thì xước xác không được đẹp lắm, thì em đã thay hết vỏ da cá. Đấy, một cái loại vỏ mà được rất nhiều người thích như này, cầm vào nó là rất sang trọng luôn các bác nhá. Đấy, rất sang trọng luôn. Và hàng này là em bao cho bác vỉ mạch và củ mic là còn zin hết nhá. Đấy, có vỏ là em thay cho các bác cho nó mới đẹp thôi. Nguyên bộ vỏ này đi mua cũng rất đắt tiền rồi. À đây, có một điều đó chính là ngày hôm nay thì mic về là có hai loại củ mic các bác nhá. Hai loại củ mic nhá, củ lụa này nó đều là củ lụa hết nhá, đều là củ lụa đẹp hết, Beyer Virus này. Các bác nhìn chưa? Đều là của Beyer hết nhá, hàng xịn luôn, zin hết luôn. Vỉ tím nhá, dòng này cảm biến gia tốc tự ngắt có hết luôn. Đấy, đất đẹp luôn các bác nhá, vỉ tím này. Tất cả các lẫy pin các thứ này em thay hết, đẹp ngon lành cho các bác rồi. Mới toanh hết nhá. Đấy, đẹp luôn. Được chưa? Còn vỉ mấy cả củ mic thì là vẫn là bãi xịn nha các bác nhá. Bãi xịn luôn. Đấy, có vỏ mic thì em thay cho bác vỏ đẹp thôi. Được chưa? Vỏ đẹp luôn. Cam kết luôn. Và ngày hôm nay mức giá cực kỳ tốt cho bác nhá. Em báo giá xong em test chất mic cho bác xem này. Ngày hôm nay những bộ mic Beyer Virus PK900 này. PK900, ngày hôm nay em cung cấp cho bác giá chỉ có 2.400.000 bộ thôi. 2.400.000 bộ em sẽ miễn phí ship cho bác nhá. 2.400.000 một bộ, bên em sẽ miễn phí ship và sẽ tặng kèm dây kết nối âm. Xin lỗi các bác, em sẽ tặng kèm cho bác đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn, tức là chống lăn, chụp bit, đấy, anten rồi dâu mic các thứ đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả các bác nhá. Chống lăn, chụp bit các thứ đầy đủ hết, không thiếu cái gì. 2.400.000 bộ, bảo hành 6 tháng bác yên tâm sử dụng nhá. Nhận hàng mọi người cứ kiểm tra thanh toán cho em thoải mái, không vấn đề gì cả nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em thoải mái, không vấn đề gì cả, được chưa? Đấy, và mình sẽ test cái chất lượng âm thanh, test chép chất mic cho bác để các bác có thể tham khảo được cái dòng sản phẩm này với cái chất lượng như thế nào đó nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thanh toán cho em. Đấy, một cái mức độ mà gọi là ưu ái cho bác cực kỳ lớn luôn. Được chưa? Không bắt các bác phải đặt cọc làm cái gì đâu. Bộ mic này, được chưa? 2.400.000 bộ các nhà, nhanh tay giúp em liên hệ cho bên em, hoặc là các bác chỉ cần chốt là nhắn tin cho em là chốt mic PK900 cho em nhá. 0982838695. Được chưa? Đây, chốt mic PK900 cho em. 0982838695 có nhắn tin cho em sẽ lên đơn cho các bác nhá. Liên hệ cho bác, được chưa? Tay da cá quá đẹp luôn. Tất cả là chống lăn, chụp đít các thứ là có hết, đầy đủ hết các bác nhá. Đây này. Dầu mic này, được chưa? Đấy, chống lăn, chụp đít các thứ là có hết đây này. Đấy, chống lăn, chụp đít luôn. Đây, dây 6 ly này. Đấy, nguồn bãi này, nguồn này, nguồn bãi này. Được chưa? Đấy, tất cả đầy đủ cho bác nhá. Số lượng em không có nhiều cho nên rất mong các bác nhanh tay giúp em. Rồi các bác vui vẻ bỏ ra 1-2 giây ủng hộ cho em nút like nhé. Và nhớ đăng ký kênh Đỏ Phía Dưới giúp em để cùng đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo. Bây giờ sẽ vào test cho các bác xem cái tham khảo cái tiếng của cái dòng mic này các bác nhá.
Ok bác nhá, em sẽ test cho bác nghe thử cái chất lượng âm thanh của cái bộ mic PK900 này ngày hôm nay lên video bác tham khảo này. Đấy, với số lượng thì em cũng không có nhiều, anh nhanh tay giúp em nhá. Em sẽ thử test chất lượng âm thanh cho bác với một dòng mic Beyer, một chỗ dòng mic và nó là bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Được chưa? Đó, nó rất là nịnh tiếng. 1 2. Đấy, tiếng rất nịnh và bay bác nhá. Hát rất nịnh và rất nhẹ luôn. Đây, giảm nhỏ vang này. 1 2 6 7 lơ. 1 2. Đây hiện tại đây, nắm bắt cái này với bác. Lên, lên, lên. Rất ok. Được chưa? Mình sẽ lên lên effect này và sẽ test cho bác nghe thử nhá. Bác nghe thử chất lượng âm thanh nha bác nhá. Ok. Và mọi người bỏ ra 1 2 giây các bác ủng hộ cho em nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh đổ về dưới giúp em nhá. Em sẽ thử test cho bác nghe chất lượng âm thanh khi vào bộ mic này. Yêu nhau như thế mà đến lúc phải rời lên, xem nhau là gì vắng, cũng là lúc tan nia tan. Hôm qua còn say đắm mà hôm nay không ấm thầm, vượt qua nhiều sóng gió cũng là lúc, những điều đó. Giờ thì em ơi ta đã mất nhau rồi, giờ thì em ơi hai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi, chia cách hai phương trời. Tìm hạnh phúc mới. 1 2 6 7 1 2. Ok các bác nhá, đây em test qua cho bác nghe thử chất lượng âm thanh của cái bộ mic này để cho mọi người tham khảo. Và cái đây là một dòng mic có cảm biến gia tốc và cảm biến tự ngắt đầy đủ các bác nhá. Khi bác không sử dụng thì nó bỏ tay ra này, chỉ có 1 2 giây thôi thì là nó sẽ tự động ngắt và nó sẽ không có nhận tín hiệu nữa các bác nhá. Và khi các bác đây, khi cái màn hình nó sẽ hiện chữ mute như này. Đấy, thì là hiện tại là nó không nhận tín hiệu nữa. Nhưng khi các bác cầm tay vào thì nó sẽ lại ok nhá. Đấy, cảm biến gia tốc chống rơi đầy đủ hết cho bác luôn. Nhanh tay cho em liên hệ trực tiếp với em số điện thoại để đặt hàng các bác nhá. Rồi xin chào lại các bác trong video sản phẩm tiếp theo nhé.